À, sau khi các bạn vẽ xong thì đây cũng sẽ là phần của phần thân trước này. Đấy, đây là phần của thân trước. Thì các bạn thấy là thân trước của chúng ta nó sẽ là như thế này, à, ly ben và ly eo và vòng nách. Và đường may thì các bạn cũng sẽ lấy cho cô là trên vai em cộng 1, cổ cộng 1, nách cộng 1, sườn cộng 1,5 đến 2 cm, chiều dài cộng thêm 50 cm để cho đủ chiều dài là 145 và sườn sẽ tà cũng cộng ra là 1,5 cm và đường may gấu cũng là khoảng 3 cm. À, sau khi các bạn làm xong rồi thì các bạn sẽ hình dung là cái nách này của chúng ta sẽ được may cái này lại Các bạn sẽ được may cái phần liben này lại và ly ben này các bạn có thể may lật lên trên. Các bạn có thể may lật lên trên. Đấy. Các bạn may lật lên trên như thế này thì các bạn thấy là khi các bạn đóng cái phần ben này lại này và các bạn nhìn cái đường sườn này của bạn nó phải trơn như này nhá. Nó phải trơn như này nó không được gãy khúc nhá. Vì nhiều bạn không quen lúc sập ly vào xong nó cứ hay bị kiểu gãy khúc ấy. Thì các bạn chuốt cho cô như thế này. Và phần ly này thì các bạn cũng hình dung là các bạn sẽ may cái ly này lại. Đây. Cái ly này của các bạn cũng sẽ là có cái chiều là ly may chiết về phía đằng sườn nhé. Đó. Thì các bạn cũng sẽ có cái ly này lại. Đó. À, cô đứng lên bảng thì cô làm nó sẽ hơi khó một chút. À, nên là hình ảnh nó cũng không được đẹp. Nên các bạn hiểu ý cô hướng dẫn là được rồi. Đấy. cô đang ghim bằng ghim đang ghim bằng ghim nó hơi gập gành còn bình thường chúng ta dán bằng giấy nhá đấy các bạn có hình dung ra là khi chiết ly và hình của chúng ta nó như này không đấy hình của chúng ta nó sẽ như thế này đấy hình của chúng ta như thế này đấy nó như thế này và cái ly của chúng ta các bạn thấy nó nhỏ này thì mặc nó không bị phùng ở đây và khối ngực của chúng ta đủ thì nó sẽ ôm ở đây đó, thì đấy là phần bài của chúng ta. Sau đó thì các bạn sẽ à, khớp vào với thần thân sau, khớp hai cái đường này này vào mấy phần thân sau để cho các điểm hạ ngực bằng nhau này, hạ sẻ bằng nhau, hạ mông bằng nhau và chiều dài bằng nhau. Được chưa ạ? À, tiếp theo nữa thì các bạn lưu ý kiểm tra cho cô cái công đoạn này nữa này. À, các bạn kiểm tra cho cô cái công đoạn này nữa là khi mà các bạn à, gấp cái này được rồi. <laughs> sau đó thì các bạn sẽ khớp hai cái đường sườn này vào nhau như thế này thì các bạn nhìn thấy là cái phần vòng nách của 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 các bạn này nó cũng sẽ phải tròn như thế này nhá. Các bạn có nhìn thấy tròn không ạ? Đó. đó. Và sau đó thì các bạn cũng sẽ lại khớp cho cô tiếp theo cái đường ở trên này. Cô đặt đây để cô cho các bạn nhìn. Các bạn sẽ khớp cho cô ở phần trên này thì phần thân sau của chúng ta nếu có ly thì các bạn phải gấp ly lại nhá. Gấp ly lại và các bạn khớp vào cho cô thì cái phần vòng nách của cái, cái tay này, này cũng phải tròn và vòng nách của cổ đây cũng phải tròn. Sau đó thì các bạn đo cho cô vòng cổ của áo này. Nghe xong tí nữa cô kiểm tra bài đấy nhá. Bạn nào trả lời sai sẽ úp mặt vào tường. <laughs> <laughs> tí nữa cô sẽ có một phần là kiểm tra bài tập và ra bài tập cho nên bạn nào mà không tập trung mà làm sai là sẽ bị phạt. Rồi, thế thì bây giờ các bạn thấy là sau khi chúng ta vẽ xong ở đây rồi thì chúng ta sẽ kiểm tra vòng nách như cô vừa nói lúc nãy là vòng nách cô đo được của thân sau Vòng nách các bạn sẽ đo theo Các bạn nhìn này Khi đo vòng nách là các bạn sẽ khớp mép thước này Đo vòng quanh vòng nách này Đó Thì vòng nách của thân sau của bạn đang có là 21, à, 21, Và vòng nách của thân trước Vòng nách của thân trước các bạn cũng đo theo cái men men theo vòng nách này Sẽ có là 20,5 20,5. Như vậy chúng ta sẽ có vòng nách của thân trước, thân sau cộng lại. Ví dụ đây là thân trước và 21,5 là của thân sau. Chúng ta cộng lại chúng ta sẽ có là bằng 42 cm. Vậy thì các bạn hình dung là nách cơ bản của chúng ta mà lúc chưa có cử động ấy thì đang là mươi mấy các bạn? 38. Như vậy chúng ta sẽ có 42 mà trừ đi 38 thì chúng ta sẽ có 4 cm là độ dư cử động. Vậy cho nên khi các bạn vẽ xong vòng mách của thân trước này, thân sau, sau đó các bạn ra kết quả và các bạn trừ đi thông số ban đầu thì các bạn sẽ tìm được cái vòng cái cử động này. Và cử động này là 4 cm là ở mức độ trung bình. Còn nếu ai muốn ôm hơn thì có thể là 3 cm, còn nếu ai thoải mái hơn thì có thể 5 là 6. Thì đấy cũng là một cách để các bạn kiểm tra, để các bạn yên tâm khi đo đồ cho khách là khách muốn cử động như thế nào, muốn rộng chật như thế nào và khi chúng ta đo chúng ta cũng có thể đo theo hai cách. Một là các bạn sẽ đo một vòng thông số ôm sát cơ thể là 38. Hai là các bạn sẽ đo một cái thông số đã có cử động theo ý muốn của khách luôn để khi chúng ta vẽ xong nó phải ra được cái kết quả mà chúng ta muốn. Các bạn hiểu ý cô không ạ? Cho nên là các bạn có thể linh động được cả hai cách đo. Chính vì vậy mà sản phẩm của cô hướng dẫn các bạn cũng như là cô làm có thể nói là đạt được tiêu chuẩn tới 90%. Thì đấy là cái điều mà cô rất tâm đắc và chia sẻ với các bạn trong ngày hôm nay thế thì bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng cái phần vẽ thân trước công thức ở đây sau đó thì chúng ta sẽ sang phần vẽ tay các bạn nhé rồi xin chào các bạn